Hello mọi người. Nếu ai còn chưa đăng ký kênh, hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách KYC, cái dự án khai thác cái đồng BXR nhé. Thì với những ai mà chưa tham gia vào cái khai thác cái dự án này thì mọi người có thể đăng ký tham gia khai thác dưới cái đường link mình để dưới phần mô tả. Thì ở đây thì hiện nay dự án nó đã bắt đầu cho chúng ta KYC và đang chuẩn bị bước sang một trang mới, đó là sau khi hoàn thành cái quá trình KYC thì có thể nó sẽ mainnet và chúng ta sẽ tiến hành giao dịch được ở cái dự án này nhé. Rồi thì ở đây mọi người sẽ bấm vào cái dấu ba gạch này cho mình này. Thì mọi người lưu ý này, với những cái phiên bản cũ thì nó sẽ không xuất hiện cái account KYC này đâu. Đó thì mọi người sẽ phải cập nhật lên phiên bản mới nhất nhé. Mọi người sẽ vào CH Play, sau đó thì đánh tìm kiếm cái từ là PXR Network thì mọi người cập nhật lên phiên bản mới nhất. Thì sau khi cập nhật xong thì nó sẽ xuất hiện cái dòng account KYC này. Thì lúc đó chúng ta sẽ tiến hành KYC. Đó thì ở đây là với cái trang Twitter chính thức của nó ấy, thì nó cũng đã có thông báo cũng cách đây vài ngày rồi. Đó, ví dụ như ở cái thông báo này này. Thông báo này thì nó có nói là thời gian phía trước này, quá trình PXR KYC hiện đang được tiến hành nhé, tức là nó đã bắt đầu từ cách đây khoảng 3-6 ngày trước rồi. Và trong cái quá trình xác minh danh tính ý, thì nó sẽ phải mất từ 3 đến 5 ngày làm việc để hoàn thành. Để cho nên là mọi người hãy kiên nhẫn nhé, sau khi mà KYC xong. Đó, ở trên này thì cũng có những cái thông tin của nó đây. Cập nhật thú vị, mạng PXR KYC đang được đánh giá lần cuối. Sự kiên nhẫn của bạn được đánh giá rất cao vì quá trình này mất 3 đến 5 ngày làm việc để hoàn thành đánh giá KYC, chúng ta gần đến nơi rồi. Đó, thì đấy là những cái tin tức mà bên phía dự án đưa ra. Ở đây thì nó cũng có cái, đấy mọi người có thể lên CH Play để tải về nhé. Rồi, ok, thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách KYC cái dự án này. Đó, đầu tiên thì mọi người sẽ mở app lên nhé. Mọi người sẽ mở app lên, sau đó bấm vào dấu ba gạch này, rồi bấm chọn vào account KYC. Rồi, sau đó thì mọi người bấm vào cái mũi tên này để chúng ta up cái ảnh mặt trước nhé. Thì ở đây thì nó sẽ có 3 loại giấy tờ để mọi người có thể dùng để KYC. Thì đó là cái hộ chiếu, bằng lái xe và căn cước công dân nhé. Đó thì KYC của cái này nó rất là đơn giản thôi. Mọi người chỉ cần chụp căn cước mặt trước của căn cước công dân là xong. Mọi người bấm chọn vào mũi tên này. Thì mọi người sẽ bấm vào cái hình mũi tên và mọi người sẽ up một cái bức ảnh chụp sẵn lên nhé. Và lưu ý là cái căn cước công dân thì nó sẽ phải nằm ở giữa, nó sẽ nằm ở giữa như thế này đó. Rồi và sau đó thì nó sẽ xuất hiện một cái dòng là send successful ấy, tức là đã gửi thành công, và chúng ta sẽ chờ đợi từ 3 đến 5 ngày để nó xét duyệt đó. Nếu thành công thì cái chỗ này nó sẽ chuyển sang trạng thái là successful. Đó thì đây là một cái dự án cũng khá là tiềm năng, nên là anh em cũng đừng bỏ qua những cái dự án này nếu mà ai chưa tham gia đăng ký nhé. Đường link đăng ký và video hướng dẫn đăng ký mình có để dưới phần mô tả. Rồi và mình sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.